Thần cấp ở rể, Diệp Vô Phong. Chương 756, sự tàn nhẫn của quản gia Tần. Nhưng nhìn vẻ mặt ảm đạm của quản gia Tần, anh ta biết quản gia Tần vẫn đang muốn tranh thủ, nhưng càng như thế này, Bát Ca càng cảm thấy lời mình nói là đúng, chỉ cần khai quản gia Tần ra là có thể sống và đi bất cứ nơi nào anh ta muốn. Anh ta mỉm cười, định châm biếm quản gia Tần vài câu, nhưng một cơn đau nhói ập đến, lúc này anh ta mới nhận ra một con dao găm đã cắm vào trái tim mình, anh ta trợn tròn mắt nhìn quản gia Tần. Quản gia Tần lãnh đạm nói, tao là cậu của mày, thế mà mày dám hãm hại cả cậu của mày, người như mày không còn là con người nữa, nếu không giết mày, mày ở lại thế gian này cũng chẳng có ích gì. Sau khi làm xong những việc này, quản gia Tần quay đầu nhìn Triệu Lỗi Phong, ông ta biết cái chết đang cận kề mình, nhưng ông ta cũng biết sau khi làm xong chuyện này, ông ta vẫn sẽ còn một cơ hội sống, bây giờ còn phụ thuộc vào việc Triệu Lỗi Phong có buông tha cho ông ta hay không. Đương nhiên. Trong lòng ông ta cực kỳ căm hận Bát Ca, nếu không có Bát Ca, ông ta cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, cũng không cần nhẫn tâm làm ra quyết định thế này. Ông ta hiện tại ngay cả tính mạng của chính mình cũng gặp nguy hiểm, đương nhiên không thể nào nghĩ cho Bát Ca được. Triệu Lỗi Phong hít sâu một hơi, thực sự rất tàn nhẫn. Quản gia của tôi còn có người tàn nhẫn như vậy khiến tôi thực sự lo lắng đấy, ông vẫn nên chết đi. Triệu Lỗi Phong chĩa súng về phía quản gia Tần. Nhưng quản gia Tần lại nhắm mắt đối mặt với cái chết một cách rất bình tĩnh. Nhưng đợi một lúc lâu, ông ta mở mắt ra và thấy Triệu Lỗi Phong đã cất khẩu súng lục đi. Diệp Vô Phong ở một bên nhìn tất cả những thứ này, thật muốn tán thưởng hành vi của quản gia Tần, tuy rằng ông ta giết chết Bát Ca, như vậy thì sẽ mất đi bằng chứng. Hơn nữa từ đầu đến cuối, quản gia Tần vẫn luôn một mực cho rằng mình đã bị hãm hại, và hiện tại Triệu Lỗi Phong không tìm được bằng chứng nào chứng minh quản gia Tần là nội tặc cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất cả những chuyện này diễn ra trong thời gian rất nhanh, thế mà quản gia Tần có thể nghĩ ra cách giải quyết trong thời gian nhanh như vậy, thật sự không tồi. Chuyện này coi như đã trôi qua như thế, Triệu Lỗi Phong cũng phẩy tay ra hiệu cho tất cả quản gia lui xuống, thi thể đương nhiên sẽ có người đến xử lý. Chỉ là lúc Diệp Vô Phong rời đi, Lão Mộ vẫn luôn đi theo bước chân của anh, vừa đi ra khỏi đại sảnh, Lão Mộ cũng đi theo, đương nhiên. Diệp Vô Phong cũng đi chậm lại. Anh biết Lão Mộ hẳn là có chuyện muốn nói. Sau khi Lão Mộ đi tới, cười ha hả nói, Diệp Vô Phong, hiện tại môi trường bên ngoài không tốt lắm, ngày thường cậu hay đi ra ngoài có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện mới và người mới nhỉ. Diệp Vô Phong cười nói, Lão Mộ, tôi biết ông muốn nói cái gì. Ông muốn nói chuyện lần trước tôi lợi dụng quyền uy của ông để cứu La Tử Nghiệp đúng không? Lão Mộ gật đầu, tôi thật sự không ngờ rốt cuộc cậu cũng bại lộ thân phận. Cũng không ngờ cậu lại là người của cục Hồng Thuẫn. Diệp Vô Phong thờ ơ nói, vừa rồi bảo tôi qua đó, kỳ thật là để cho ông bố trí lại tất cả phòng ngự trong sân này đúng không? Lão Mộ cười nói, cậu thật thông minh. Vậy chắc là ông cũng biết thân phận của tôi. Diệp Vô Phong đương nhiên biết Lão Mộ đã phát hiện ra thân phận của anh, nhưng không ngờ Lão Mộ lại kiên định như vậy, bố trí mọi vòng vây để trấn áp. Diệp Vô Phong chỉ bất lực lắc đầu, nhưng anh cũng biết cho dù xảy ra chuyện gì. Trước tiên anh cũng phải đột phá nơi này để ra ngoài. Diệp Vô Phong nhìn Lão Mộ, nói, vậy chắc ông nên biết, thực lực của tôi mạnh hơn ông, hiện tại ông ở bên cạnh tôi muốn giết ông cũng là một chuyện rất đơn giản. Lão Mộ cười ha hả, tuy rằng tôi đoán được thực lực của cậu rất mạnh, nhưng Lão Phu cũng không phải là đồ vô dụng, nếu như dễ dàng bị cậu đánh bại, như vậy thì tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Diệp Vô Phong nghe vậy chỉ mỉm cười, nhưng vào lúc này, hai người đồng thời ra tay, chưởng về phía nhau. Hai bên lần lượt lùi về phía sau, Diệp Vô Phong cười nói, cảnh giới chiến thần đỉnh phong, thực lực của ông rất mạnh, thậm chí ở toàn bộ Hoa Hạ, đã thuộc về loại cường giả đỉnh phong rồi. Lão Mộ lắc đầu, cũng chẳng là gì cả, cậu cũng biết, ở Hoa Hạ có rất nhiều cao thủ, như cậu vậy, tuổi còn trẻ đã có loại thực lực này rồi, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước. Diệp Vô Phong lại một lần nữa phi thân lên. Lần này anh nắm chặt hai nắm đấm, quyền phong gào thét, phát ra một tiếng nổ vang, tốc độ của Diệp Vô Phong rất nhanh. Hai tay Lão Mộ vẽ một vòng tròn, không ngừng ngăn cản công kích của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong đương nhiên biết chiêu của Lão Mộ là gì, anh có chút kinh ngạc. Dù sao thì không có nhiều người có thể sử dụng thái cực quyền, đặc biệt là đến mức độ này. Nhưng dù vậy, Diệp Vô Phong vẫn biết thái cực quyền của Lão Mộ có thể là tứ lưỡng bát thiên cân, nhưng dù sao cũng có giới hạn. Nếu có thể chống đỡ được thì thái cực quyền của Lão Mộ sẽ bị phá vỡ.
Diệp Vô Phong khoan thai tung ra một đấm, ngay sau đó lại đẩy lão mộ ra, anh lại phi thân lên, thu hai tay lại, sau đó nhanh chóng đẩy song trưởng của lão mộ ra với tốc độ rất nhanh, như là bắn ra một viên đạn đại bác. Bùm! Bính sơn pháo! Đây là một chiêu trong băng quyền, được sử dụng đặc biệt để phá vỡ tứ lưỡng bát thiên cân. Vẻ mặt của lão mộ thay đổi, một cỗ lực lượng cực lớn từ trong song trưởng của ông ta truyền đến, khiến ông ta lui về phía sau, cuối cùng đụng phải bức tường. Vách tường chấn động rung lên, sắc mặt lão mộ đỏ bừng, hai tay lần nữa bày ra một chiêu thái cực quyền, ông ta biết nếu như thái cực quyền của chính mình không giải quyết được Diệp Vô Phong, thì trận chiến này khó mà đánh được. Diệp Vô Phong thờ ơ nói, lão mộ, hà cớ gì ông phải làm như thế? Lão mộ lắc đầu, cậu nên biết rằng, nhận lệnh của ai thì cũng nên trung thành với người đó, vì tôi đã hứa với gia chủ cũ là sẽ bảo vệ nhà họ Triệu, tôi nói được sẽ làm được. Diệp Vô Phong nói, vậy thì ông sẽ chết. Lão mộ cười cười, chết cũng không thành vấn đề, tôi già rồi, tôi sống đủ rồi, cũng không theo đuổi thứ gì nữa, cho nên dù có thật sự chết ở đây, tôi cũng cảm thấy tốt lắm rồi, ít nhất tôi đã làm được những gì tôi đã hứa. Diệp Vô Phong biết lão mộ nói như vậy chính là định chiến đấu với anh đến chết, nhưng anh cũng cảm giác được sinh mệnh của lão mộ đang dần dần biến mất. Anh biết nếu như lão mộ tiếp tục chiến đấu như thế này, ông ta thật sự sẽ về với cát bụi trong vòng vài phút nữa. Diệp Vô Phong thở dài một hơi, đang định ra tay, đột nhiên lỗ tai khẽ động, thân thể lăn sang một bên, ngay phía trên chỗ anh vừa đứng có mấy viên đạn bắn xuống đất. Chương 757, sai sót. Diệp Vô Phong lộ ra nụ cười khẩy, đúng là ngây thơ, ông cho rằng bắn tỉa có thể giết được tôi sao? Nhưng Diệp Vô Phong cũng biết hiện tại tình huống của anh không tốt, dù sao hiện tại tất cả vệ sĩ đều đã vây quanh anh. Bị bao vây bởi những tay súng bắn tỉa, anh biết chuyện đột phá ra khỏi nơi này sẽ không hề dễ dàng. Thực sự là một chuyện nan giải mà. Diệp Vô Phong bất lực nhún vai. Lão mộ đứng sang một bên nhìn Diệp Vô Phong, kỳ thật, tôi thật sự không tới đây đánh một chọi một với cậu. Tôi cũng biết tôi già rồi, nếu như tôi không cùng các cao thủ đối chiến với cậu thì tôi sẽ bị cậu giết chết thôi. Diệp Vô Phong trốn trong một tòa nhà, nghe xong lời của lão mộ, anh lập tức nở nụ cười, chuyện này tôi cũng biết, nhưng không ngờ tốc độ của ông lại nhanh như vậy, lại còn để tôi trở về trước, tôi thật sự tưởng rằng các người thật sự chỉ là muốn xử lý quản gia Tần thôi đó. Lão mộ cười ha hả, chuyện này cũng là thật mà. Quản gia Tần đã làm chuyện vượt quá điểm mấu chốt của nhà họ Triệu. Đương nhiên không thể tiếp tục ở lại nơi này. Diệp Vô Phong đương nhiên không ngạc nhiên về chuyện này, nhà họ Triệu dù thế nào cũng là một gia tộc lớn, làm chuyện tàn nhẫn như vậy cũng không có gì là lạ. Anh đã cảm nhận được điều đó, 40 hay 50 vệ sĩ đã bao vây tòa nhà nơi anh đang ở. Lão mộ thờ ơ nói, tuy rằng tôi không biết tại sao cậu mạnh như vậy, còn có thể bất phân thắng bại với tôi, nhưng hiện tại đối mặt với nhiều người thế này, cậu chết chắc. Diệp Vô Phong chỉ nhún vai. Ai có thể quyết định loại chuyện này chứ? Tuy nhiên Diệp Vô Phong biết mình quả thực đã hơi sai sót, anh cho rằng Triệu Lỗi Phong sẽ không hành động nhanh như vậy, nhưng anh vẫn đánh giá thấp quyết tâm của Triệu Lỗi Phong rồi. Nhưng dù vậy, anh vẫn chỉ lộ ra nụ cười như cũ, chậm rãi bước vào tòa nhà, lấy ra một khẩu súng lục từ dưới chậu hoa. Anh lạnh lùng nói, thật ra, nếu ông đi theo tôi một đoạn nữa sẽ tốt hơn, nhưng ông vẫn là quá nóng nảy, lão mộ, chẳng lẽ ông không biết nơi này là do tôi quản sao? Lão mộ cau mày, không biết Diệp Vô Phong có ý tứ gì. Diệp Vô Phong tiếp tục đi lên, chỉ cần tới mấy chỗ khuất là có thể lấy ra vũ khí từ bên trong đó ra, những vũ khí này anh đã giấu khi đi tuần tra đến những nơi này. Chỉ là đám người lão mộ vẫn luôn không biết mà thôi. Lão mộ tuy rằng không biết Diệp Vô Phong có ý tứ gì, nhưng trong lòng ông ta luôn cảm thấy có chút bất an. Lúc này Diệp Vô Phong đã lên đến đỉnh tòa nhà, vũ khí của anh đã sẵn sàng. Cuối cùng anh cũng tìm thấy một chiếc điều khiển từ xa trên mái nhà. Được rồi, xem bây giờ ai sẽ xui xẻo đi. Diệp Vô Phong cười nhẹ. Anh nhấn một nút trên điều khiển từ xa, chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm và tiếng la hét ở tầng dưới. Diệp Vô Phong dễ dàng nhìn ra phong cảnh xung quanh, có thể chắc chắn rằng không có tay súng bắn tỉa nào có thể bắn trúng anh ở nơi này. Sau khi vụ nổ xảy ra, tất cả vệ sĩ đang lao lên lần lượt dừng lại, họ đã tận mắt chứng kiến vụ nổ. Vụ nổ trực tiếp làm nổ tung 4-5 vệ sĩ. Sống chết không biết. Tất cả đều bắt đầu thận trọng bước lên, đều biết nếu bây giờ không cẩn thận, ngộ nhỡ có bom thì bọn họ sẽ không có cách nào né tránh được. Hành động của vệ sĩ rất chậm, Diệp Vô Phong biết điều đó,
nhưng vẻ mặt của Diệp Vô Phong vẫn rất ung dung thoải mái. Lão Mộ bày ra vẻ mặt ảm đạm, ông ta không ngờ nơi này ẩn chứa nhiều thứ như vậy, lại ở dưới mũi bọn họ. Triệu Lỗi Phong lúc này đang đứng ở cửa sổ phòng nhìn cảnh vật phía xa, ông ta biết ở nơi mình đang nhìn đang diễn ra một trận chiến khốc liệt. Và ông ta cũng biết rằng trong tình huống bị bao vây như thế này, Diệp Vô Phong tuyệt đối không thể đột phá, nhất là khi Diệp Vô Phong tới mà không có vũ khí gì. Trong tình huống như vậy, cái chết chính là kết cục duy nhất. Lão Mộ đã nói, Diệp Vô Phong dù mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể xông ra khỏi vòng vây mà không có vũ khí. Và bây giờ ông ta đang chờ tin vui từ Lão Mộ. Nhưng lúc này, bộ đàm được kết nối, giọng nói của Lão Mộ truyền đến. Gia chủ, chúng ta đã phạm sai lầm. Diệp Vô Phong đã đặt rất nhiều vũ khí trong khu vực thuộc quyền quản lý của cậu gia. Chúng tôi nhất thời không có cách nào hạ gục được cậu ta. Triệu Lỗi Phong nghe vậy thì sửng sốt, cậu ta cất vũ khí vào lúc nào chứ? Mấy tên vệ sĩ ngày nào cũng tuần tra mà lại để xảy ra chuyện như vậy sao? Lão Mộ bất lực nói, thật xin lỗi, cậu ta là quản gia, cho nên nếu muốn bỏ một thứ gì đó thì sẽ không có ai nghi ngờ, hơn nữa nơi này thuộc thẩm quyền của cậu ta, cho nên tùy ý ra vào là chuyện bình thường. Triệu Lỗi Phong sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy chuyện này không xong rồi, nhanh chóng nói, tôi mặc kệ ông dùng biện pháp gì, nhất định phải giết chết Diệp Vô Phong. Lão Mộ chỉ có thể nói, tôi sẽ cố gắng hết sức giữ lấy cậu ta. Triệu Lỗi Phong nghe xong, nghiến răng nghiến lợi, Lão Mộ, ông phải bảo vệ chính mình. Nếu có thể để người khác hy sinh thì cứ để, tôi còn muốn cho ông dưỡng lão nữa đấy. Lão Mộ cười cười, lần này đến lượt tôi phát huy tác dụng rồi, nếu như lúc này tôi lui về phía sau, thật sự sẽ cảm thấy có lỗi với nhà họ Triệu. Được rồi, chuyện dưỡng lão cứ để sau hãng nói, dù sao phải xử lý ổn thỏa chuyện của cục Hồng Thuẫn trước đã. Lão Mộ nhìn những vệ sĩ bên trên đang hết sức cẩn thận, mặc dù như vậy, bom đạn ở xung quanh có thể nổ tung bất cứ lúc nào, làm bọn họ bị thương. Điều mà Lão Mộ không hiểu là Diệp Vô Phong đã mang mấy quả bom từ đâu đến. Trong nhà họ Triệu không có nhiều bom như vậy, nhưng nếu mang chúng từ bên ngoài vào, ông ta không khỏi nhớ tới hành động của Diệp Vô Phong. Mua sắm hai lần. Lão Mộ nhanh chóng nghĩ ra, nếu như Diệp Vô Phong đem đồ vật từ bên ngoài đi vào, cũng chỉ có hai lần đi mua sắm đó. Nhưng ông ta thật sự không ngờ Diệp Vô Phong lại táo bạo như vậy, nếu lúc đó có người đi lục soát túi đồ của Diệp Vô Phong, thì anh chắc chắn sẽ bị bại lộ. Đúng là tài cao gan lớn. Lão Mộ phản ứng rất nhanh, nhưng ông ta vẫn nghiến răng nghiến lợi, trong tay cầm trường thương, ông ta là một võ giả, so với súng ống thì ông ta quen dùng loại vũ khí cận chiến này hơn. Hơn nữa chỉ cần vũ khí cận chiến trong tay, sức tấn công của ông ta còn mạnh hơn cả vũ khí nóng. Ông ta một mình bước lên, trong khi những vệ sĩ khác lúc này đều kinh ngạc, không ngờ Lão Mộ lại dám một mình xông lên. Triệu Lỗi Phong đã thấy được bản lĩnh của Lão Mộ, ông nhanh chóng nói qua bộ đàm, đuổi theo Lão Mộ. Các người phải bảo vệ Lão Mộ, nếu Lão Mộ có gì bất chắc, các người cứ tự sát luôn đi. Chương 758, Bá Vương Thương của Lão Mộ. Nhất thời những vệ sĩ này nghe vậy đều hoảng sợ, bọn họ nhanh chóng đi theo Lão Mộ. Bọn họ biết những gì Triệu Lỗi Phong nói nhất định không phải là lời nói đùa. Nếu Lão Mộ thật sự vì trận chiến này mà chết, Triệu Lỗi Phong nhất định sẽ khiến bọn họ an táng cùng ông ta, bọn họ đều hiểu rõ điều này. Vì vậy, bọn họ lập tức liều lĩnh lao về phía trước, ai nấy cũng đều biết sự nghiêm trọng của vấn đề này. Diệp Vô Phong nghe thấy tiếng hô bên dưới, lập tức bật cười, đúng là không sợ chết, nhưng cũng đúng, dù sao người có tính cách như Triệu Lỗi Phong sẽ không cần mấy tên vệ sĩ sợ chết. Anh nhấn tất cả các nút trên điều khiển từ xa, lúc này ở tầng dưới liên tục vang lên tiếng nổ, nhiều vệ sĩ bị thương do bom nổ, nhiều người bị gãy tay chân, một số người thiệt mạng. Trong lúc nhất thời, cả tòa nhà giống như là một địa ngục trần gian, nhưng tốc độ của Lão Mộ vẫn rất nhanh, bom mìn cũng không làm ông ta bị thương. Tuy nhiên, cũng là bởi vì tiếng động của ông ta khi lên lầu rất thấp, cho nên Diệp Vô Phong hoàn toàn không nghe được vị trí của Lão Mộ. Khi anh đang lắng tai nghe, một cây thương dài đã chui ra và đâm vào đầu anh. Diệp Vô Phong đã cảnh giác, nhưng tốc độ của trường thương quá nhanh, khiến anh trở tay không kịp, lệch đầu sang trái một chút, hai tay đồng thời giơ lên, anh biết vị trí tấn công kế tiếp của cây trường thương. Vẫn là vị trí đầu, sau khi trường thương không đâm trúng, cũng không hề bị thu hồi, mà là đảo về phía đầu của anh. Diệp Vô Phong cảm thấy cánh tay của mình bùng lên một trận đau đớn, tiếp theo là cơn đau dữ dội. Diệp Vô Phong cười gằn, thật sự rất lợi hại, bá vương thương.
Tất nhiên Diệp Vô Phong biết sức mạnh của Bá Vương Thương, nhưng điều anh không ngờ là lão mộ thực sự đang chơi Bá Vương Thương, mà lại còn xuất quỷ nhập thần như thế. Diệp Vô Phong chỉ có thể lui về phía sau để tránh những cú đâm của Bá Vương Thương, hai tay của anh vẫn rất đau, anh cần giảm tốc độ. Lấy dao găm ra, anh trực tiếp ném dao găm ra ngoài. Con dao găm được nối với sợi dây thép, sau khi con dao găm ném ra ngoài, nó đã bị trường thương của lão mộ đánh bay, sau đó lại trở lại tay của Diệp Vô Phong. Cả hai giữ khoảng cách rất an toàn, nhưng Diệp Vô Phong biết rằng các tay súng bắn tỉa xung quanh đã khóa chặt anh. Khi anh dừng lại, các tay súng bắn tỉa sẽ nổ súng mà không chút do dự, vì vậy sau khi anh đã lùi về sau đến một khoảng cách an toàn, anh cũng không dừng lại, mà là giẫm những bước chân hết sức kỳ lạ, khiến các tay súng bắn tỉa không thể vào tập trung vào anh được. Diệp Vô Phong dửng dưng nhìn lão mộ, tôi thật không thể ngờ rằng lão mộ không chỉ giỏi thái cực quyền, mà ngay cả Bá Vương Thương cũng đã đạt đỉnh cao rồi. Tôi thật sự rất khâm phục, nếu như ông không phải người nhà họ Triệu, thì ước chừng bây giờ cũng đã là một tông sư võ học được người ta kính trọng rồi. Lão mộ chỉ thờ ơ nói, những thứ này đều là không thực tế, tôi đã là người của nhà họ Triệu rồi, tôi cũng đã từng nói phải bảo vệ gia chủ nhà họ Triệu Chu Toàn, tôi nói được là phải làm được. Hơn nữa nếu không có hai vị gia chủ trước của nhà họ Triệu thì tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay, bọn họ đã cứu mạng tôi dùng tính mạng báo đáp không phải là chuyện bình thường sao? Diệp Vô Phong gật đầu, đương nhiên là bình thường, nhưng ông lại không biết rốt cuộc nhà họ Triệu đã làm cái gì ở bên ngoài, mà cho dù làm cái gì, tôi đoán ông cũng sẽ không để ý nhiều. Dù sao đối với ông mà nói, bảo vệ tốt người đứng đầu nhà họ Triệu là được rồi, và việc người nhà họ Triệu làm ở bên ngoài không liên quan gì đến ông. Đương nhiên, lão mộ biết Diệp Vô Phong đang nói cái gì, nhưng ông ta vẫn luôn có loại suy nghĩ này khi ở nhà họ Triệu. Vì vậy, có thể coi Diệp Vô Phong đã nói trúng tâm tư của ông ta. Diệp Vô Phong phát hiện một chỗ không thể bắn tỉa, liền dừng lại, thờ ơ nhìn về phía lão mộ, ông đúng là tự lừa mình dối người đấy, lão mộ. Lão mộ chĩa trường thương về phía Diệp Vô Phong, đừng nói nhảm nữa, tôi tự có nguyên tắc của chính mình. Diệp Vô Phong lãnh đạm nói, đúng vậy. Nguyên tắc của ông là chỉ làm theo lời mình nói, không quan tâm người mình muốn bảo vệ là người tốt hay kẻ xấu. Lão mộ im lặng, trong lòng có chút cáu kỉnh, đây là chuyện đã nhiều năm không xảy ra, nhất là trước mặt một người trẻ tuổi như Diệp Vô Phong, tâm trạng của ông ta đã thay đổi. Diệp Vô Phong hít sâu một hơi, kỳ thật tôi muốn giết ông rất đơn giản, nhưng tôi luôn cho rằng cậu là người có điểm mấu chốt, cần có tư chất mà một người tập võ cần phải có. Lão mộ thu hồi trường thương. Trong mắt hiện lên một chút bối rối mờ mịt, nhưng lúc này, đám vệ sĩ phía dưới lần lượt xông lên, lập tức chĩa súng lục về phía Diệp Vô Phong. Họ đã hy sinh rất nhiều đồng đội dọc đường đi, lúc này họ chỉ muốn giết Diệp Vô Phong và trả thù cho đồng đội. Nhưng bọn họ không nổ súng trước, bởi vì hiện tại lão mộ đang đối chiến với Diệp Vô Phong, bọn họ đều đang chờ mệnh lệnh từ lão mộ. Lúc này, Diệp Vô Phong đã bị bao vây, bên ngoài cũng có lính bắn tỉa, cho nên Diệp Vô Phong không thể rời đi. Lão mộ nhìn Diệp Vô Phong, cậu đầu hàng đi, tôi có thể hứa tha mạng cho cậu, tôi dùng tính mạng của mình để cam đoan. Diệp Vô Phong cười nói, vậy ý của ông là tôi nhất định sẽ thua ông đúng không? Lão mộ thở dài nói, hà cớ gì cậu phải ngoan cố như thế, cậu cũng biết, hiện tại cậu đã bị bao vây, cho dù là toàn bộ tòa nhà hay là bên ngoài, đều đã có rất nhiều vệ sĩ và lính đánh thuê vây quanh rồi, lính tập kích cũng đều đang nhắm vào cậu, chỉ cần cậu dám ló đầu ra, bọn họ sẽ dám bắn. Diệp Vô Phong lắc đầu, thật ra các người đã tính toán sai một chút. Các người chỉ tính tới việc tôi ở nhà họ Triệu, nhưng có bao giờ tính tới việc sẽ có người tiếp ứng tôi ở bên ngoài chưa? Lão mộ lắc đầu, không thể nào, bây giờ Du Kinh Hồng lo cho bản thân cho chưa xong, rất nhiều thành viên trong đội của cô ta đã gặp tai nạn, hơn nữa để phòng cô ta thực sự tới hỗ trợ cậu, chúng tôi cũng đã phái một số người tới bệnh viện, bây giờ có lẽ cô ta đang bận giết những người đó rồi. Diệp Vô Phong chợt nhận ra, vậy ông thật sự cho rằng tôi đến từ cục Hồng Thuẫn ư? Lão mộ sửng sốt một chút, không phải sao? Diệp Vô Phong cười nói, thật ra là ông đã làm sai rồi. Cục Hồng Thuẫn và tôi chỉ là quan hệ hợp tác, chờ một lát ông sẽ biết thân phận thật của tôi thôi. Vừa dứt lời, cách đó không xa liền vang lên một tiếng nổ lớn. Vẻ mặt của lão mộ thay đổi, ông ta quay lại nhìn về phía cổng, không thể đoán ra ai sẽ hỗ trợ Diệp Vô Phong vào lúc này. Chương 759, Tứ Đại Thiên Vương đến. Diệp Vô Phong cười nói, kỳ thật, các người đã thật sự hơi nóng nội, nhất là ra tay với tôi,
bởi vì nếu các người chịu đựng thêm một chút nữa, tôi sống hay chết vẫn chưa chắc được. Lão Ngộ hoàn toàn không biết Diệp Vô Phong đang nói cái gì, nhưng vào lúc này, chung quanh vang lên tiếng gào thét, trong tầm mắt của mọi người xuất hiện một người. Lộ Á để tóc nhuộm vàng, mặc trang phục denim, quần jean, trông rất thời thượng, nếu đi trên phố chắc hẳn anh chàng sẽ khiến các cô gái phải ngoái đầu thường xuyên. Trước đây Diệp Vô Phong thậm chí còn tỏ vẻ ghen tị với dáng vẻ của Lộ Á, ông trời thật sự cho Lộ Á một gương mặt đẹp trai và một thân hình hoàn hảo. Lộ Á dùng một tay túm lấy vệ sĩ, lôi tên vệ sĩ đi về phía trước, cười tâu toét khi nhìn thấy Diệp Vô Phong, chỉ huy cũ của Long Môn mà bị vây ở nơi như vậy, anh đúng là thụt lùi rồi đấy, Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nhún vai, tôi biết anh sẽ tới, nhưng tôi không nghĩ anh sẽ tới nhanh như vậy, còn mang theo đội của mình tới đây, anh định để cho toàn bộ đội của anh chết ở Hoa Hạ sao? Lộ Á ném tên vệ sĩ ra, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng lúc này Lão Mộ hết sức kinh ngạc, ông ta nhìn Diệp Vô Phong. Đương nhiên, ông ta đã từng nghe nói tới Long Môn, là một tổ chức nổi tiếng trên thế giới, một tổ chức đã đứng hàng đầu thế giới. Nhưng bây giờ Diệp Vô Phong, chỉ huy của Long Môn đang đứng trước mặt ông ta, đây là điều tuyệt đối không thể ngờ tới. Diệp Vô Phong nhìn về phía Lão Mộ cười nói, vậy nên vừa rồi tôi đã nói, ông sẽ sớm biết thân phận của tôi không có lừa gạt ông đâu. Lúc này, Lão Mộ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này và bảo vệ Triệu Lỗi Phong, bởi vì ông ta biết đội của Long Môn tới đây mạnh cỡ nào. Nếu chỉ dựa vào phòng ngự của nhà họ Triệu bọn họ, tuyệt đối sẽ không bao giờ có thể chống lại. Cho nên ông ta chỉ muốn trước tiên đưa Triệu Lỗi Phong rời khỏi nơi này, xem ra thiếu niên này tới tìm Diệp Vô Phong. Như vậy cũng được, chỉ cần bọn họ không tới tấn công nhà họ Triệu là được. Lão Mộ kinh ngạc nói, không đúng, hắn không có tới hỗ trợ cậu, là tới giết cậu. Diệp Vô Phong cười nói, thật ra ông còn chưa biết thân phận của hắn, tôi có thể nói cho ông biết, hắn là Lộ Á, một trong tứ đại thiên vương, tuy rằng là tới giết tôi. Nhưng cũng không cho phép có người làm ô uế vị trí chỉ huy Long Môn đâu. Lão Mộ nhanh chóng hiểu ra, đúng lúc này, một người đàn ông mập mạp xuất hiện bên cạnh Lộ Á, cười nói, lão đại, em đã giết hết bọn bắn tỉa rồi. Vừa dứt lời, những người khác cũng đã xuất hiện bên cạnh Lộ Á, tất cả đều là đội của Lộ Á, là một trong tứ đại thiên vương, tất nhiên sẽ có một số người có năng lực dưới tay anh ta, mà Lộ Á muốn trở thành chỉ huy của Long Môn, đương nhiên thuộc hạ dưới trướng cũng sẽ rất mạnh mẽ. Diệp Vô Phong nhìn về phía Lão Mộ, tôi nghĩ chắc là ông có chuyện phải làm đúng không? Mau làm đi, chuyện ở đây không phải chuyện các người có thể giải quyết đâu. Lão Mộ hít sâu một hơi, tuy rằng muốn giết Diệp Vô Phong, nhưng ông ta biết từ khi biết Diệp Vô Phong là chỉ huy của Long Môn, ông ta đã không còn cơ hội. Lý do tại sao chỉ huy Long Môn lại mạnh mẽ là vì anh là người hoàn hảo nhất về mọi mặt, cho dù đó là chỉ huy hay chiến đấu một mình, hoặc thậm chí cả về việc dùng người và thủ đoạn. Có thể nói, những người chỉ huy của Long Môn năm xưa đều hoàn hảo, không có quá nhiều khuyết điểm. Diệp Vô Phong còn hơn thế nữa, anh dường như đã đưa Long Môn lên đỉnh cao và trở nên nổi tiếng trong thiên hạ, thậm chí lãnh đạo một số quốc gia còn hy vọng được hợp tác với Long Môn vì họ đều biết sự vĩ đại và lợi hại của Long Môn. Các thành viên của Long Môn đều có thực lực rất mạnh mẽ, ít nhất nói chung là mạnh hơn so với các thành viên của các tổ chức khác, đặc biệt là Tứ Đại Thiên Vương và chỉ huy của Long Môn. Những người này mạnh đến mức khiến người ta phải lo sợ nản lòng. Lúc này, Diệp Vô Phong trước mặt ông ta hóa ra chính là chỉ huy của Long Môn, đây là điều mà Lão Mộ chưa từng nghĩ tới. Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng cuối cùng ông ta vẫn xoay người đi xuống lầu, nói với những vệ sĩ khác, nhiệm vụ thay đổi, trở về đưa gia chủ rời khỏi nơi này trước. Những vệ sĩ khác không biết tại sao Lão Mộ lại đột nhiên ra quyết định như vậy, nhưng bọn họ biết lời nói của Lão Mộ là lớn nhất. Bây giờ bọn họ chỉ có thể theo Lão Mộ mà rời khỏi nơi này. Chỉ là vừa đi xuống lầu, bọn họ liền gặp một tên thuộc hạ của Lộ Á vừa từ khu dân cư trở về, tay đang nắm lấy Triệu Lỗi Phong. Lúc này, trên người Triệu Lỗi Phong có thêm nhiều vết thương, vẻ mặt rất tiều tụy. Bạch Trảm mỉm cười nhìn Lão Mộ cùng những vệ sĩ kia, nở nụ cười, còn có cá lọt lưới à, tôi còn tưởng rằng đã giết hết rồi chứ. Sắc mặt Lão Mộ thay đổi kinh hãi. Vội vàng nói, thả ông ấy ra đi cho tao. Bạch Trảm lắc đầu, chuyện này không thể làm được đâu. Lão đại của chúng tôi nói gia tộc này dám tấn công Long Môn, tất nhiên là phải giết hết bọn họ. Chỉ huy Long Môn tuyệt đối không thể quẫn bách như vậy, mặc dù là chỉ huy tiền nhiệm. Lão Mộ giơ bá vương thương lên, còn Bạch Trảm thì chậc chậc hai tiếng, vậy ý của ông là muốn đối chiến với tôi sao?
Tôi rất vui vì ông có ý tưởng như vậy đấy. Lão Mộ tức giận nói, mau thả gia chủ của tao ra. Bạch Trảm chỉ mang theo Triệu Lỗi Phong hờ hững đi về phía trước, mà lúc này, Lão Mộ dẫn đầu ra tay trước, trường thương đâm tới, mục tiêu chính là đầu của Bạch Trảm. Chỉ là Bạch Trảm dễ dàng trốn thoát, hắn lãnh đạm nói, là bá vương thương sao. Tuy rằng rất tốt, nhưng nếu ông thật sự muốn chết, vậy thì tôi sẽ giết ông trước. Nói xong, những vệ sĩ khác đều giơ súng lục lên đối mặt với Bạch Trảm, nhưng bọn họ hoàn toàn không dám bắn, bởi vì Triệu Lỗi Phong đang ở trong tay Bạch Trảm. Lão Mộ một mình đi về phía trước, Bạch Trảm có vẻ hơi không kiên nhẫn, quay đầu lại nói với người đang trốn bên cây đại thụ, còn muốn trốn bao lâu nữa. Tôi chỉ tin anh sẽ có thể giải quyết tình huống hiện tại thôi, nhưng đáng tiếc là tôi vẫn nhìn nhầm anh rồi. Tây Hồng từ phía sau cây nở nụ cười bước ra. Lão Mộ không ngờ ở chỗ này còn có một người, lúc này sắc mặt ông ta rất ảm đạm bởi vì ông ta biết cho dù đối mặt với một người thì cũng chưa chắc giết được đối phương, hiện tại lại xuất hiện thêm một cường giả, ông ta hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng, huống chi là cứu Triệu Lỗi Phong khỏi tay bọn họ. Đến bây giờ, Lão Mộ đã không còn cách nào khác. Đúng lúc này, Diệp Vô Phong ở trên cao lãnh đạm nói, để Triệu Lỗi Phong đi. Bạch Trảm sửng sốt một chút, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười. Bởi vì bọn họ biết Diệp Vô Phong mở miệng thì có nghĩa là Diệp Vô Phong sẽ đối chiến với Lộ Á. Thế là đủ rồi. Chương 760, tới giết anh. Sở dĩ bọn họ tới đây là vì mục đích này, Bạch Trảm dứt khoát ném Triệu Lỗi Phong cho Lão Mộ, anh ta nhìn Diệp Vô Phong, tư lệnh, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ. Diệp Vô Phong gật đầu, ừ, đã hơn một năm rồi. Không ngờ một năm này thực lực của cậu lại tăng lên nhiều như vậy. Thật sự khiến tôi kinh ngạc. Bạch Trăn cười tự đắc, đương nhiên, dù sao chúng tôi cũng được chọn ra từ vạn người mà. Những người ở cùng chúng tôi, nếu không đủ sức thì đều đã chết trong sân huấn luyện rồi. Diệp Vô Phong biết sân huấn luyện rất tàn khốc, nếu như Lộ Á quản lý sân huấn luyện sẽ càng thêm tàn nhẫn, có thể nói cường giả chân chính mới có thể từ sân huấn luyện đi ra. Và những người có thể ra sân ít nhất là đội tinh nhuệ dưới tay Tứ Đại Thiên Vương. Bạch Trảm liếm môi và nhanh chóng lấy vũ khí của mình ra. Vũ khí của anh ta là một con dao dài 30 cm. Anh ta vẫn luôn giữ nó sau thắt lưng, thông thường khi xuất dao thì nhất định sẽ thấy máu. Bạch Trảm nhìn Diệp Vô Phong, Tây Hồng rất có hứng thú né sang một bên, đương nhiên sẽ không xen vào, Bạch Trảm không bảo hắn ra tay, có nghĩa là Bạch Trảm muốn đấu với Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong tặc lưỡi hai lần, xem ra cậu rất tự tin vào thực lực của chính mình. Bạch Trảm cười tâu toét, tất nhiên. Dù sao sức mạnh của tôi đã được cải thiện trong một năm này, nhưng anh đã rời khỏi Long Môn, có lẽ sẽ hơi buông lỏng, ngộ nhớ tôi giết chết anh, tôi sẽ trở thành công thần của đội đấy. Diệp Vô Phong gật đầu, rất có lý, đúng là như vậy, nếu như cậu có thể giết tôi, vậy thì lão đại của cậu sẽ rất coi trọng cậu. Bạch Trảm phi thân lên, con dao trong tay trực tiếp đập vào thân thể Diệp Vô Phong. Năm đó, một mình Bạch Trảm mang theo một con dao. Vào một sơn trại của Việt Quốc và tàn sát toàn bộ sơn trại đó, uy danh vẫn còn vang dội đến hôm nay. Cùng với việc huấn luyện bên phía Lộ Á, anh ta càng mạnh mẽ hơn, và anh cũng biết rằng trong sân tập, anh ta chính là người khuếch đại sự khát máu của những người khác và giữ cho họ ở trạng thái chiến đấu. Diệp Vô Phong biết phương pháp huấn luyện của Lộ Á, ngay từ đầu anh đã không đồng ý, dù sao thì nó quá tàn nhẫn, giống như là đang nuôi cổ vậy. Nhưng hiện tại anh đã rời khỏi Long Môn. Không có cách nào quản chuyện này được nữa. Anh rút dao găm của mình ra và chặn đường chém của Bạch Trảm, nhưng sau cú chém của Bạch Trảm, anh ta thậm chí không có hành động thu dao găm lại, cố gắng ép chết Diệp Vô Phong. Đây là chiêu mà Bạch Trảm rất hay dùng, nhưng chiêu này đại khái là giết địch 1000, tự hủy hoại bản thân 800, đại khái là nếu giết địch, cũng sẽ bị nội thương, bởi vì loại lực lượng này rất khó thở, vắt kiệt sức lực của bản thân, rất có hại cho cơ thể. Con dao găm trong tay Diệp Vô Phong không ngừng chống lại công kích của đối phương, công kích của Bạch Trảm rất khí thế, dưới nhát chém, lực đạo khiến gan bàn bay của Diệp Vô Phong không ngừng chấn động, có chút đau đớn truyền đến. Diệp Vô Phong thờ ơ nói, cậu vẫn như trước, tôi đã nói cách này sẽ hại chết cậu, bây giờ cậu vẫn không nghe lời tôi mà thay đổi phương thức chiến đấu. Bạch Trảm vui vẻ nói, tuy rằng phương thức chiến đấu này sẽ làm tổn thương thân thể, nhưng tôi cam tâm tình nguyện. Tôi cảm thấy đây là phương thức chiến đấu thực sự thuộc về tôi. Diệp Vô Phong lắc đầu, liên tục lui về phía sau, trong khi Bạch Trảm bất khả chiến bại, anh ta tiếp tục đi về phía trước, gần như ép buộc Diệp Vô Phong vào tường. Diệp Vô Phong lui ra cửa tòa nhà, sau đó lùi lại,
tốc độ đột nhiên tăng lên, dao găm trong tay xoay chuyển, mũi dao cắt ngang mũi dao của Bạch Trảm. Âm thanh sắc bén lập tức vang lên, rất chói tai, mọi người xung quanh nhanh chóng bịt tai lại, nhưng Diệp Vô Phong vừa đẩy con dao của Bạch Trảm ra, đã cách Bạch Trảm rất gần rồi. Sắc mặt Bạch Trảm thay đổi, đương nhiên anh ta biết thủ đoạn băng sơn của Diệp Vô Phong rất lợi hại, anh ta đã luôn đề phòng Diệp Vô Phong sẽ ra tay. Kết quả, anh ta vẫn không ngờ cuối cùng lại như thế này, anh ta nhanh chóng lùi lại và tập trung toàn bộ sức mạnh cơ bắp vào ngực. Anh ta biết nếu thật sự bị Diệp Vô Phong đánh ngã, thân thể của anh ta nhất định sẽ bị thương nặng, còn có nội thương. Thậm chí, nếu không may, chiếc xương sườn bị gãy sẽ đâm trực tiếp vào các cơ quan nội tạng, người cũng sẽ không còn nữa. Anh ta biết rõ chuyện này, cho nên đã sẵn sàng bị Diệp Vô Phong đánh trọng thương. Chỉ là Diệp Vô Phong đã tiến lên, gần như dán vào Bạch Trảm lại lui về phía sau, nhưng vẫn không thấy Diệp Vô Phong tung ra chiêu băng sơn. Anh ta có chút tức giận, cảm thấy Diệp Vô Phong đang giở trò với mình, bằng không tại sao anh có cơ hội ra tay nhưng lại không tận dụng, lại còn giở trò với anh ấy. Anh ta nghiến răng và dùng con dao trên tay đâm tới. Bạch Trảm biết rằng trong tình huống như vậy, Diệp Vô Phong không có cách nào sử dụng băng sơn, nếu không khi anh ta bị băng sơn đánh trúng, con dao trong tay cũng sẽ cắm thẳng vào người của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong quay người lại, khi anh đang tiến lên với tốc độ cao, con dao của Bạch Trảm chém ngang hông không gây thương tổn cho anh, lúc này anh và Bạch Trảm đã cách nhau nửa mét. Diệp Vô Phong tiếp tục phi thân lên, con dao găm trong tay không ngừng đâm ra, Bạch Trảm chỉ có thể dùng lưỡi dao để chống cự, bởi vì anh ta biết nếu không có cách nào phản kháng, thì con dao găm sẽ đâm vào tim anh ta. Tốc độ của cả hai đều rất nhanh, mỗi lần dao găm đâm ra đều ở trên thân con dao của Bạch Trảm, hai người đánh từ cầu thang, cuối cùng lên tới mái nhà. Keng! Dao găm của Diệp Vô Phong lại bị chặn, nhưng lần này anh lại nở một nụ cười. Sau khi nhìn thấy nụ cười này, Bạch Trảm chỉ cảm thấy tình cảnh của mình không xong rồi. Cậu có biết chỗ yếu nhất của vũ khí là ở đâu không? Diệp Vô Phong ấn dao găm vào thân dao của Bạch Trảm. Bạch Trảm hít sâu một hơi, tôi đương nhiên biết, nhưng anh cho rằng có thể cắt đứt con dao của tôi sao? Không thể, dù sao tôi dùng thép lò xo rất mạnh, lại còn đã qua tinh luyện. Diệp Vô Phong vừa liếc mắt, liền kêu to, phá cho tôi. Nói xong, con dao của Bạch Trảm thật sự nứt ra, ngay sau đó đã vỡ nát, Diệp Vô Phong lúc này thoải mái đến trước mặt Bạch Trảm, bây giờ là lúc cậu nên tự ngẫm tại sao cậu lại thất bại. Băng Sơn. Diệp Vô Phong tung ra một quyền ở cự ly gần, như thể một viên đạn đại bác bắn trúng người của Bạch Trảm bay ra ngoài rồi rơi từ tầng 4 xuống đất, nếu không phải trên mặt đất có một đám người bị Bạch Trảm giết chết nằm la liệt. Thì anh ta đã chết luôn rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 760.